Hãy, vô chia sẻ ra đi chia sẻ qua Điều hai cái lúc mày ra quanh hai cái mày ra quanh luôn Máy Máy Rồi. Máy Rồi. hai à, xin chào tất cả các anh chị em thành viên của cộng đồng My One <laughs> lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một buổi tối thật nhiều niềm vui và ấm áp bên người thân cũng như là những người người bạn của chúng ta và cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị có một buổi tối nắm bắt thông tin và hy vọng rằng là các anh chị em nhận ra cho mình thấy cái Brown One là một cái cơ hội có thể giúp cho các anh chị em đạt được giấc mơ của mình. Ok. Từ nãy giờ các anh chị em cũng đã xem qua một vài cái cái đoạn clip nhỏ nhỏ đúng không ạ? Và bây giờ cũng muốn chia sẻ các anh chị em một xíu về à, uh, uh, One cũng như là hệ thống My Brown One. Thì uh, vào tối ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ các anh chị em về uh, uh, hai vấn đề chính. Một đó là những cái thông tin mới từ rao One ở Dubai. Và hai, đó là Vũ muốn chia sẻ với các anh chị em về một cái hệ thống tuyệt vời. Có thể được gọi là hệ thống tuyệt vời nhất thế giới từ xưa tới nay các anh chị. À, đây là một hệ thống mà Vũ phải mất uh, rơi vào khoảng tầm 16 năm các anh chị, rơi vào khoảng tầm 16 năm đúc kết và đã tạo ra. Và hy vọng rằng là với một cái một cái cái cái, cái, cái hệ thống này nó có thể giúp cho chúng ta có một bước đột phá mới trong thời gian ngắn tới các anh chị okay. và sau đây tôi sẽ chia sẻ các anh chị em về những thông tin mới của Rao Quanh. Ok. Rau Chào mừng các anh chị em đến với Rau Quân. À, Các anh chị biết không ạ Rau Quân đã và đang có rất là nhiều bước đột phá các anh chị Và ngay lúc này đây Rau Quân đang tạo ra một cái con kỳ lân mới Nó gọi là sức mạnh của cộng đồng Rau Quân đã tạo nên con kỳ lân mới các anh chị cái con kỳ lân này là cái con mà các anh chị em mà cũng chắc cũng đã mường tượng ra cái con này nó không có thật, à, nó giống như con ngựa rồi nó nó hơi hơi giống á nhưng mà cái đầu nó có cái sừng nhọn đấy các anh chị, ok. thì à, tại sao lại nói con kỳ lân? thì các anh chị em biết rằng là những cái cái gì nó mới nhưng mà nó tạo được một cái hiệu ứng lớn đó. thì người ta gọi đó là một con kỳ lân mới. chẳng hạn giống như uber cũng là một kỳ lân các anh chị hoặc là ví dụ rap cũng là một con kỳ lân đó các anh chị ok các anh chị em hiểu ý ha thì ngày hôm nay rau quanh đang có những cái giải pháp đang tạo ra những con kỳ lân rất là lớn các anh chị và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái bước đột phá rất là lớn và có thể giúp cho chúng ta đạt được nhiều ước mơ các anh chị và giải pháp mới của rau quanh thì bộ muốn chia sẻ các anh chị em đó là gì ạ đó là chuyển đổi một cách an toàn phần thưởng C1 lấy cổ phiếu tại công ty BLC Vương quốc Anh tạo ra giá trị trong tương lai. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là cho phép giao dịch cổ phiếu trong công ty mới. Ok chưa? Và thứ ba đó là hệ thống ví điện tử dựa trên ứng dụng mới để thanh khoản các hoa hồng. Và cái thứ tư đó là được kết nối với Apple Pay, Google Pay và tiền điện tử cũng như một trong những chương trình thẻ chính Thứ 5 Đó là gì ạ? Đó là nguồn cấp dữ liệu giá trị liên tục Từ các nguồn giao dịch thẳng dư Để xây dựng giá trị bền vững cho các cổ đông À Bây giờ cũng muốn chia sẻ các anh chị em ý như thế này Đó các chị em nhìn kỹ ha. Phần thưởng C1 được hoán đổi thành cổ phiếu. Các chị em lưu ý nha. Tất cả các anh chị em đã và đang sở hữu C1 từ trước tới nay thì đều có cơ hội chuyển đổi hết nha các anh chị. Ok, miễn là các anh chị em còn truy cập được vào tài khoản của mình và tài khoản của mình được KYC, các anh chị em lưu ý ha. Đầu tiên đó là cơ hội tất cả các chủ sở hữu à phần thưởng C1 sẽ có cơ hội đổi phần thưởng C1 của họ lấy cổ phần tại công ty BLC Anh Quốc. Chi tiết sẽ được ra mắt vào tháng 6 năm 2021. Ok, tháng này là tháng 5 và bắt đầu là ngày mai là tháng 5 rồi các anh chị. Và thứ hai là hoán đổi cổ phiếu, việc hoán đổi cổ phiếu dự kiến vào tháng 6 hoặc là tháng 7 năm nay các anh chị. Và thứ ba đó là trao đổi Giá trị của việc trao đổi này sẽ nhằm tránh Đây. Đây. Nhằm tránh mọi vấn đề về thuế Cho các chủ sở hữu phần thưởng C1 okay. Các chị em lưu ý ha Và đây là Vũ muốn chia sẻ cái bí mật Cái này rất là thú vị các anh chị Các chị em hình dung như thế này nè Đây là cái công ty Ở Vương quốc Anh Ok chưa Thì Brown One gần như là sở hữu Cái này Nhưng mà các chị em lưu ý cho này nè Chúng ta có C1 Chúng ta sở hữu 50% công ty này còn lại Brown One sở hữu 50% công ty này. Các chị em hình dung ví chưa? Và các chị em nhìn cái ở dưới này này. Cái này mới là cái vấn đề này các anh chị. Đây. Các chị em nhìn kỹ này. Ở đây là Profit share form equals and share trading products. À, cái này á, là được chia sẻ nguồn lợi nhuận từ e-wallet. Nó gọi e là gì? Là multi-wallet sắp tới ra đó các anh chị. Rồi, profit sharing, profit form Mr. Sell. Có nghĩa là được chia sẻ nguồn lợi nhuận từ bán gói Mr. Nó cũng chảy về đây. Và thêm một cái nữa đó là gì ạ? Rofit Sharing Form United Mình Thì cái này á nó nó, nó, nó nó là một cái Mới mà vẫn chưa nắm nắm rõ cái này các anh chị ha. Nhưng mà nó sẽ chia sẻ lên đây luôn Rồi Thêm một cái nữa các anh chị Đó là Profit Sharing Form Light À lĩnh vực về Du lịch mà Light chúng ta đang có Rồi Profit Share Sharing form à là từ cái thế giới thế giới ảo các anh chị là Lenses IX và các cái sản phẩm trong tương lai. Các anh chị em hình dung về này Raw One họ không có bán cổ phiếu. Đúng không ạ? Họ thưởng C1. không phải là một công ty đầu tư. Các anh chị em lưu ý việc đó. Và trước giờ chúng ta được thưởng C1 rất là nhiều nha các anh chị. Thực ra những anh chị em nào mà gọi là có làm một xíu cùng với Rao One Hoặc là gì? Hàng tuần chịu khó Có nghĩa là gì? Bấm vô nhận phần thưởng C1, C1, C1 hàng tuần Nhận thường xuyên như thế Thì sao? Thì sẽ tích lũy được một cái lượng C1 rất là lớn Ok đúng không ạ? Thì khi mà các chị em sở hữu C1 Thì đến thời điểm này là thời điểm hoán đổi Thì ra One có một công ty ở nước Anh Và anh sao? Và nó hoán đổi ra thành cổ phiếu nha các anh chị Các anh chị em lưu ý nha C1 được hoán đổi ra thành cổ phiếu Và khi các chị em giữ cổ phiếu ở này Thì nó giống như Nó giống như các anh chị em đang sở hữu cổ phiếu của các công ty ở ngoài các anh chị Các anh chị em hiểu ý cho nào Ví dụ giống như các anh chị em sở hữu cổ phiếu của Vinamilk Hay là của Vingroup Hay là của một cái tập đoàn nào đó Hay của Apple Hay của Amazon Hay là của uh, của eBay hay là của Yahoo hay là của Google gì đó hay của các cái tập đoàn lớn thì sao ạ? Thì các chị em đều được chia lợi nhuận nếu công ty đó làm ăn thành công. Ok chưa ạ? Thế thì ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ các anh chị em cái ý chỗ này. Đó là sắp tới đây khi C1 chuyển thành cổ phiếu. Đúng không ạ? Thì các chị em lưu ý này. Các chị em được quyền bán đó. Nhưng nếu các anh chị em giữ cổ phiếu đó Thì điều gì xảy ra Điều gì xảy ra Đó là Các cái nền tảng ở dưới này các anh chị Các cái nền tảng dưới này các anh chị Từ Các cái ví multi wallet Từ Mr. Từ Light Chain Từ Mindo ở à, Cái này có thể là Mindo các anh chị ha Nhưng mà dùng từ là United Means Thì ở đây có thêm là next is và nhiều sản phẩm sắp tới các anh chị có nghĩa là gì ra quanh tạo ra các cái sản phẩm và các cái sản phẩm này mà có lợi nhuận thì đều được chia gì ạ đều được chia về đây các anh chị em hình dung ạ và khi các anh chị em sở hữu cổ phiếu này, này thì sao ạ thì các anh chị chỉ được chia lợi nhuận lúc này á nó giống như thông thường bên ngoài và các anh chị em có thể mua và bán cái cổ phiếu đó các anh chị em hiểu ý chỗ này chưa ok nhá lưu ý chỗ này các anh chị em, các anh chị em giữ cổ phiếu trên tay thì các anh chị em được cái gì ạ? Các anh chị em được hai quyền, một là quyền bán, hai là quyền giữ. OK chưa? Nhưng mà phần lớn thì theo như vũ được biết đó thì đa phần, đa phần là Việt Nam chúng ta sẽ bán liền. Đây là kinh nghiệm và đây là cái mà chúng ta thường thấy. Chỉ có những người nào mà gọi là giàu này. Những người nào mà gọi là hiểu này, hiểu đời một xíu, hiểu chuyện một xíu và có một cái sự kiên định và có một cái 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 kiến thức và đặc biệt thêm nữa có một cái niềm tin thì sao thì người đó mới giữ. Còn không á là đem bán hết các chị nhỏ to bán hết và sau đó làm sao đổi thừa cho số phận mình là mình không có cơ hội giàu và mình á thì sao? Mình không có may mắn, xin thưa xin thưa mới có hơn năm mà mà có 2 triệu sáu có mấy si quan nè mà cứ suốt ngày đòi bán đòi hù dọa này hù dọa kia thế thì làm sao mà giàu được các anh chị các chị em hình dung ạ à, cái đăng ký á, 99 euro á, là cái cửa ngõ để cho các anh chị em đến với một một cái thế giới bao la một cái cơ hội lớn chứ không phải là bỏ vô 99 rồi các chị em nằm đó ngủ đó rồi các chị em chờ đó và các anh chị em mơ mộng rằng là một ngày đó tôi sẽ giàu nhờ 99 đó. Không có chuyện đó các anh chị. Các anh chị em hình dung ạ. À. 99 là một cơ hội, một cửa ngõ, một chìa khóa để giúp cho các anh chị em tiến xa hơn, bước đến một cái gì? Một cái nền tảng lớn, một cái cơ hội lớn có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Và cơ hội đó đã thay đổi rất là nhiều người trên thế giới các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? À? Ok. Vậy thì khi mà các anh chị em sở hữu cổ phiếu này thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đó là cả cái thế giới này trong rào quanh Họ xài cái gì không biết. Họ xài Mister. Họ xài Multi Wallet. Họ xài Landex IX. Họ xài Lightchain. Các anh chị nhớ. Họ xài Mindo. Các cái gói giáo dục. Các anh chị nhớ. Và rất là nhiều sản phẩm trong sắp tới. Họ cứ xài tới đâu. Thì sao? Thì tất tần tật cái này có lợi nhuận nó chảy về đây. Và được chia lợi nhuận cho các anh chị các chị em hiểu ý chỗ này chưa? ok ha và một lần ở vũ nhắn gửi các anh chị em cụ thể nha vũ đã từng thấy ở Việt Nam khi vũ còn nhỏ lắm các anh chị vũ nghe tới là các cái công ty cao su của các anh chị công ty cao su của các anh chị họ chia cổ, cổ 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 phiếu cho công nhân các chị em biết là chia hôm trước hôm sau bán sạch không bán thì bị cũng bị người khác dụ cho một cái sắp rớt rồi bán đi ta mua cho <laughs> hoặc là nó chẳng có giá trị gì đâu cho mà thế là đem bán hết sau này sao ạ à? ai sở hữu cổ phiếu của các công ty cao su các anh chị hồi đó họ giàu lắm các chị cái thời kỳ mà cách đây khoảng vài năm 10 năm mười mấy năm về trước các anh chị khi đất nước chúng ta bắt đầu mở cửa ra các cái doanh nghiệp mới bắt đầu là gì cổ phần hóa các anh chị xin thưa với các anh chị thời điểm đó có rất nhiều người đáng ra giàu lắm 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 luôn nhưng mà làm sao ạ? À? Nhưng chả có kiến thức gì hết. Rồi hùa nhau cứ thế là bán 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 bán. Và sau đó làm sao? Ơ quá mơ. <laughs> ok, và đây là một cơ hội cho chúng ta lập lại lịch sử. Đúng không ạ? Và hy vọng rằng với cơ hội này các anh chị em sẽ đạt được một cái điều gì đó. Các anh chị em sẽ có được một cái điều gì đó. Các anh chị em sẽ đón nhận được một cái điều gì đó thật là lớn lao. Ok các anh chị em hình dung ha. Rồi, vũ sẽ qua tiếp. Và ở đây vũ muốn chia sẻ các anh chị em luôn, đó là gì? Vừa rồi có một cái thông tin, đó là gì? về ví multi wallet và họ đang đặt ra mục tiêu, đó là gì ạ? Mục tiêu phát triển thì chuyển uh, người dùng trên ví điện tử, đó là năm năm hai, năm nay là 1,5 triệu user. 1,5 triệu người dùng. Rồi năm 22 3 triệu, rồi năm 2025 nó thì được 20 triệu. Đó là mục tiêu của họ đưa ra. Thì Vũ cũng chỉ chia sẻ các anh chị em rằng là cái mục tiêu này theo Vũ là nó không phải là lớn các anh chị, nó không phải là lớn. Có thể rằng là chúng ta sẽ đạt nhanh hơn điều này. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta có một cái cộng đồng rất là lớn. Và đặc biệt là cộng đồng chúng ta ai cũng biết về cái ba cái vụ mà Coi, vụ ví đúng không ạ các cái sàn giao dịch thì khi đến với cái này đến với multi wallet họ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn dễ dàng phát huy nó dễ dàng chia sẻ nó ok đây đó là multi wallet multi wallet này là một ứng dụng thanh khoản qua điện thoại các chị nhau ạ đó là gì ạ nạp ví qua thẻ tín dụng thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều loại tiền tệ chuyển giữa các loại tiền tệ tỷ giá hối đoái được tính phí ok chuyển đổi cho người dùng khác à, mình chuyển cho người khác đó, cái gì hoặc thanh toán qua thẻ ảo hoặc là thực hiện chuyển khoản qua iPen. cái này nếu mà ai mà từng chuyển mà được mà nhận tiền từ nước ngoài về hoặc là mình mình, mình mình mà muốn chuyển đi nước ngoài đi người khác ở nước ngoài chắc cũng sẽ biết được về mấy cái dụng iPad này Đúng không? OK và thiết lập người nhận tiền ha có thể được sử dụng trên máy tính bảng wow tuyệt vời các anh chị đây và đặc biệt và đặc biệt cái multi wallet này cái ví điện tử này nó còn ứng dụng được luôn cả crypto gọi là crypto currency mình gọi ngắn là crypto gọi là tiền điện tử anh chị ok hoặc là tiền ảo các anh chị đó ứng dụng sẽ kết hợp thành phần giao dịch tiền điện tử các loại tiền điện tử chính sẽ chỉ được cung cấp bao gồm như là BTC hoặc là ETH hoặc là BTC Cash đó, và nhiều hơn thế nữa. Ok, các anh chị có thể nhìn thấy cái ví nó như thế này. Thì uh, trong cái này thì chúng ta có thể rằng là mua hoặc là bán hoặc là giao dịch. Đúng không ạ? Thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ ghi nợ tiền điện tử. Đó. Khách hàng sẽ có sẽ có thể thanh khoản tiền điện tử bằng đồng euro. Ok, đó cái các anh chị em lưu ý nha. Rồi Multi wallet với cái đối, với cái vấn đề là thương mại Một sản phẩm giao dịch Theo giấy phép tài chính MIFID Ok ha Giai đoạn 1 là mua và bán cổ phiếu Tại công ty mới Được kết nối trực tiếp với ví e wallet Thứ hai đó là gì Giai đoạn 2 đó là giao dịch cổ phiếu Với các công ty được niên yếp Trên toàn thế giới Wow và cái tên đó là mua và bán cổ phần Ví dụ như là 100 đô Apple Hoặc là 75 đô 75 euro Google Hoặc là 125 euro Amazon Ok các anh chị Các anh chị em đã hiểu ví dụ này không ạ Có nghĩa là trên một cái ví các anh chị em làm được Rất là nhiều thứ Các anh chị nhau, liên quan tới Tiền, thẻ tín dụng Các vấn đề liên quan tới ngân hàng cũng được rồi Liên quan tới ba cái tiền mà gọi là tiền ảo các anh chị Bitcoin, Ethereum, các loại coin Ok rồi Gọi là tiền crypto đó Gọi là crypto đó, lĩnh vực về crypto Và còn vấn đề thương mại nữa Là mình có thể mua bán ra cổ phiếu nữa các anh chị Cổ phiếu của các cái công ty khác Kết hợp nằm trong đó hết rồi các anh chị Gọi là Đa ví Và đây là một cái timeline Đây là một cái timeline Hành trình mà sắp tới đây Rao One sẽ sẽ, sẽ, sẽ làm Thăm lai đầu tiên Đó là trong tháng 6 này Trong tháng 6 này Đó là gì ạ? Đó là swap <laughs> Ai mà ai mà biết về mấy cái vụ mà à, là mà, mà gọi là mua coin đó, đúng không? hoặc token ấy. trong thời gian vừa qua thì các anh chị em cũng nghe về thuật thuật ngữ swap này đúng không ạ? Thì à, đầu tiên trong tháng 6 đó là swap C1 qua cổ phiếu qua cổ phiếu của một công ty ở nước Anh đó rồi kế đó là gì ạ đăng ký vào một cái dịch vụ e wallet rồi tháng 7 ra mắt e wallet version 1 có phiên bản 1 đó tháng 8 đó là gì ạ ra mắt cái ví mà gọi là có nghĩa là liên quan tới crypto liên quan tới tiền điện tử đó và tháng kế tiếp tháng 9 đó là gì ạ ra mắt cái nền tảng mua bán cổ phiếu đó gọi là launch first version of share trading platform ok rồi kế đó nữa thì sao bắt đầu sẽ ra mắt nhiều cái dịch vụ kế tiếp Ok các chị em hiểu ý chỗ này không ạ à? Hiện tại bây giờ hầu như các sản phẩm và dịch vụ đã rõ ràng hết rồi đã hoạt động trơn chu rồi chẳng hạn như like chain đã hoạt động trơn chu rồi hoặc là min đồ gói giáo dục cũng hoạt động trơn chu rồi linh mi cũng đã xài trơn chu rồi mister cũng xài trơn chu rồi cả triệu người xài rồi các anh chị và phần thưởng thì chúng giải của Mister họ cũng đã chuyển đi khắp thế giới và nhiều người nhận được rồi các anh chị. Các anh chị nhiều không? Rồi à, chẳng hạn giống như về à, lĩnh vực về Epic Loto các anh chị, đó là sổ số, số các anh chị thì cũng đã có nhiều người chơi và rành cái việc đó rồi. Các anh chị hiểu không ạ? Ok ha. Và thời điểm bây giờ và thời tới thời điểm tới là những cái mới các anh chị, là những cái mang yếu tố tạo ra cuộc cách mạng mới và những cái yếu tố này nó sẽ quyết định rất là nhiều cho sự phát triển lớn của Quanh, Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Land Next IX một xíu. Land Next IX hành tinh IX bây, của đứng hả? OK. Bây giờ cũng muốn chia sẻ các anh chị em một xíu như thế này. Có một cái điều rất là đặc biệt các anh chị. Đó là gì? Ạ? Đó là vừa rồi chúng ta mới vừa nghe một vài thông tin từ Dubai cũng như là trên văn phòng của chúng ta đó là gì ạ trước khi ra mắt hành tinh AIS thì ra quanh có một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt đó là gì ạ đó là gói trung bình với hơn 20.000 bits nhưng chỉ với 150 euro các chị em lưu ý như thế này cái đợt vừa rồi á vào ngày 7 tháng 4 những anh chị em nào từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 những anh chị em nào mà ở gói Pro Mà đã mua 100 bit tương đương với 100 euro Thì các anh chị em sẽ được nhận thêm 20.000 bit này các anh chị các anh chị em lưu ý ha và đặc biệt hơn nữa đó là gì ạ từ bây giờ cho tới 20 ngày sau các anh chị nhớ cái chương trình này nó đã có khoảng 2 ngày rồi nha các anh chị đó các anh chị em đọc thông tin chi tiết ở trong văn phòng thì các anh chị em sẽ thấy được một điều rằng là chúng ta có một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt trước khi Lenex IX ra đời đó là gì ạ đó là những anh chị em nào đang ở gói Pro Titanium Pro nha các anh chị Titanium Pro thì các anh chị em có cơ hội mua 150 euro nhưng được 20.000 bits. Ok, các chị em lưu ý. Và đặc biệt hơn nữa, đặc biệt hơn nữa, đó là gì ạ? Đó là các anh chị em còn có thể sở hữu được 80 NFT gọi là landmark bits. Không biết là các anh chị em vừa qua, các anh chị em có đọc nhiều cái thông tin nói về những cái cuộc cách mạng mới không ạ? Và trong đó nó có một cái cuộc cách mạng đó là NFT Các anh chị nhớ ạ Một lát nữa đây Vũ sẽ up lên NXT này là cái gì Các anh chị nhớ Đây là một cái phiên bản mới Một cái công nghệ mới Sau khi mà cái công nghệ của Bitcoin ra đời Thì người ta suy nghĩ ra một cái công nghệ nữa Đó là gì ạ Đó là NFT để nó giúp cho sự trải nghiệm, sự phát triển, sự mua và bán ở nhiều thế nhiều thể loại khác nhau thì nó đã tạo lên một cơn sốt hiệu ứng trên toàn cầu các anh chị. Và trong Lens IX này, Rao quanh chúng ta cũng có. Ok các anh chị ha. Và khuyến mãi này chỉ áp dụng trong 20 ngày hoặc cho đến khi bán hết. Bạn muốn mua bao nhiêu tùy thích. Ngay lúc này đây đang có 1.100 anh chị em nghe live stream. Thì Vũ muốn báo cho các anh chị em một tin như thế này. Tổng số PIX chỉ có 3 tỷ 3 thôi. Các anh chị em lưu ý ha. Các anh chị em hiểu đơn giản như thế này. này. Cái này nó như là token cần các anh chị. Các anh chị em biết trong thị trường coin thì có coin có token. cần. Các anh chị em hình dung à. Thì ở đây Vũ muốn chia sẻ xíu các anh chị hình dung rồi nè. Cái bit này nó có giới hạn total của nó, số lượng của nó nó là gì ạ? Là 3 tỷ 3. Nhưng các anh chị em để ý này. Hôm nay chúng ta đang người khuyến mãi mua là 150 ơ ừ, và chúng ta được bao nhiêu? 20.000 bit. Đúng không ạ? Nếu mà các anh chị em để ý ở đây Vũ không có nói rằng là bis này nó là coin hay là token, Vũ không nói mà sắp tới đây khi mà công ty sâu rõ hơn thì các anh chị em sẽ hiểu hơn. Nhưng ở dưới góc độ quan điểm, dưới góc độ nhìn của Vũ thì Vũ thấy một điều. Đây là một trò chơi hấp dẫn. Và trên coi kịch khác, trên thị trường coi toàn cầu thì nó cũng đã từng có và đã và đang có những cái thương hiệu mà họ đang xây dựng đồng coi của họ và cho cái việc mua bán trên cái nền tảng của họ một cái thế giới ảo của họ bất động sản của ảo của họ nhưng mà cái giá trị của nó cũng đã lên tới hơn một đô la các anh chị gọi là ma ma decentralized có một cái, cái tên đó các anh chị ha nhưng các chị em để ý này ở ngoài kia có rất nhiều cái dự án không biết của ai nhưng mà hàng ngày nó mọc lên rất là nhiều tóc cần rất là nhiều coin các chị em hình như, và họ cũng bán sớm bán sớm rất là nhiều coin và các chị em bỏ ra có khoảng trăm đô các chị em có thể sở hữu rất là nhiều coin Hoặc ngàn đô các chị em sở hữu rất là nhiều coin Hoặc các chị em có thể sở hữu sớm Thì dưới góc độ quan điểm của Vũ thì Hoặc là dưới góc nhìn của Vũ thì Vũ thấy Cái này nó giống như Rau anh đang chia sẻ sớm cho các anh chị vậy đó Nó giống như là những người tiên phong vậy đó Bỏ ra một số rất là nhỏ Nhưng các chị em được tới 20.000 bits Và còn được mua bao nhiêu thì mua Các chị em có đủ điều kiện thì các anh chị em mua Không có thì thôi nhưng với góc nhìn của Vũ thì Vũ chỉ chia sẻ với các anh chị rằng là nếu các anh chị em đã là thành viên của Rao One rồi thì hãy cho mình ít nhất một gói đi các anh chị. Cho mình ít nhất một gói đi các anh chị. 150 chục, 150 ơ. Và chúng ta có 20 ngàn bits. Chúng ta cứ để đó đi các anh chị. Ok không ạ? Còn những anh chị em nào mà đang đầu tư các thể loại coin hay token nào đó và các anh chị em đang đầu tư bỏ tiền vô tùm lum tùm la đâu đó không biết trên các cái đồng coi này coi kia. Thì Vũ nói sẽ cho các anh chị em như thế này. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ nhìn nhận ra được một đồng coi nào đó hay một giả nào đó tiềm năng. Rất là khó nha các anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có được một cái đơn vị rất là lớn đứng phía sau đó là Rau One. Và Rau One đã và đang xây dựng lên một cái thương hiệu tên đó là LensXX. Và họ chuẩn bị rất là lâu rồi các anh chị Và sắp tới đây nó sẽ ra mắt Và đặc biệt hơn Rao One đã có cái nền tảng cộng đồng lớn Nên sao tỷ lệ thành công của họ Cao hơn rất là nhiều các anh chị Các chị em hình dung ạ à, Thay vì các chị em đang bỏ tiền vô các cái coin này coin kia rất là nhiều Tùm lum các thể loại coin Thì không nói Thì ngày hôm nay đây là một trong những lời chia sẻ của Vũ Thị sao? Thay vì các chị em đang bỏ chỗ đó rất là nhiều hoặc là con này con này con này con này con này con này thì hãy dùng cái đó chia sẻ một ít đưa về đây để sở hữu bit này. Đây là một phương án cực kỳ hay nha các anh chị. Và các anh chị em nhớ rằng là gì? Chỉ có 20 ngày thôi. Ok chưa? Và đặc biệt các anh chị tổng số cung ra chỉ có bao nhiêu ạ? 3 tỷ 3 bit đó vũ thông tin vũ nghe được. Thì các anh chị em chia ra các anh chị em sẽ thấy thì sao? thì chúng ta đang có một cơ hội sở hữu big trước khi ra mắt. Ok. Còn Len Max Big này á nó là như thế này các anh chị. Nó giống như là mình chọn một cái địa điểm là hot. Thì ở đây Vũ cũng chia sẻ rằng là cái Len X đó, đó <laughs> nó có cái cái cái, Len X nó là như mùa hành tinh rồi đó. Ok chưa? Ví dụ như ở vị trí ở Dubai thì giá nó sẽ khác với vị trí ở bên Africa và nó cũng sẽ khác so với ở Việt Nam mình hoặc là ví dụ ở Sài Gòn thì nó cũng sẽ khác với ở quê các anh chị hình dung hoặc là ở New York đó, nó cũng sẽ khác với ở ở ở ở Việt Nam chúng ta hoặc ở Paris các anh chị thì ví dụ khi mà các anh chị em sở hữu một cái địa điểm nào đó chẳng hạn ví dụ giống như là Burj uh, Bulikafa là cái 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 tòa tháp lơ cao nhất thế giới các anh chị hoặc là đền Tamaha nếu các anh chị em sở hữu nó. Thì ở đây Vũ muốn chia sẻ với các anh chị này. NFT này này, NFT này, này là một công nghệ các anh chị. Các anh chị em hình ạ Thì nó giống như các anh chị em là gì? Nhét cái bức tranh vào trong một cái chuỗi khối NFT này này. Các anh chị em hình ạ Thì khi ví dụ các anh chị em mà đã sở hữu cái điểm đó rồi. Các anh chị em hiểu không? Các anh chị em sở hữu cái điểm đó rồi. Và cái điểm đó các anh chị em sao gắn nó vô NFT này. Và lúc này các anh chị em có thể bán đi khắp thế giới. Cái này là một cái rất là mới. Thì sắp tới đây thì Vũ sẽ up những cái thông tin đó à, ở ngoài người ta đang làm các anh chị. Không phải bây giờ Vũ mới nói đâu các anh chị. Người ta đã làm, người ta đã bán hàng trăm triệu đô la một bức bức tranh trên cái 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 nền tảng này rồi các anh chị nhá. Các anh chị em hình vô Người ta đã làm ở ngoài kia họ đã thu về kiếm hàng triệu đô rồi Chứ không phải bây giờ Vũ mới nói Không phải là một ý tưởng mới các anh chị. Chẳng qua là gì Xu thế này là xu thế mới Đang còn ít người biết tới Và ít người ít người đang xây dựng nền tảng Nhưng cái chính đó là gì Rao One đã và đang xây dựng nền tảng Và Rao One có một cái cộng đồng đủ lớn Và tiềm lực đằng sau lưng cũng lớn Nên sao Nên cái 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 này là một trong những cái yếu tố rất là thú vị. Và chúng ta là những thành viên tiên phong. Thì chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội đó. Bởi vì khi Linus IX ra đời. Nó sẽ mở cửa cho toàn thể mọi người trên toàn thế giới. Chứ không chỉ riêng thành viên của One Các chị em hiểu ý chưa? Ok. Và các chị em lưu ý chỗ này Đây là một cái app Mindle Đây là những cái gói giáo dục Thì hiện tại bây giờ các chị em trở thành thành viên của Rao One Thì các chị em đều có được cái cổng này Đúng không ạ? Và các chị em có thể học được những bài học rất là thú vị Với 10 ngôn ngữ khác nhau Thì trong đó hiện tại bây giờ tiếng Việt thì chỉ có gọi là những cái từ khóa thôi gọi là danh mục gọi là những cái chính thì nó có tiếng Việt thôi nhưng mà bài giảng thì chưa có tiếng Việt nhưng mà hy vọng sắp tới đây nó sẽ có tiếng Việt nha các anh chị chẳng hạn giống như là có motivation này uh, motivational này không hoặc là inspire này hoặc education này cái này gọi là motivate giống như là gọi là gọi là tạo ra một cái cái cái, cái, cái giống như là thúc đẩy các anh chị à, thúc đẩy thúc đẩy người khác làm việc hoặc là hoặc là inspire này là là tạo lan tỏa các anh chị ha rồi educate này có nghĩa cái này là giống như giáo dục thì khi các anh chị em vào đây thì các anh chị em học được rất là nhiều thứ nhiều chủ đề khác nhau các chị em nhớ nha các anh chị em sẽ được học rất là nhiều chủ đề khác nhau ở trong Windows này và từ từ họ sẽ cập nhật nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nếu mà các anh chị em để ý thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều tập đoàn Nhiều công ty, nhiều cá nhân Họ tạo ra rất là nhiều thứ liên quan tới lĩnh vực về giáo dục online Các anh chị em hình vô ạ à. Các anh chị em có thể học trên Youtube Học từ rất là nhiều nơi Đúng không ạ Đọc mua những cái cuốn sách này, cuốn sách kia Các anh chị em có thể đọc được Nhưng ở đây thì minh đồ này nó sẽ chất lọc ra những cái kiến thức chuẩn nhất đảm bảo nhất để đưa lên đây để cho các anh chị em học một cái nền chắc ăn nhất còn đôi lúc đó khi các chị em học ở đâu đó Thì sao Thì không cụ thể mà các anh chị à, Người này nó có thể chỉnh sửa Cái điều này người này có thể chia sẻ Chỉnh sửa điều kia các anh chị em học Nhiều quá tùm lum quá nhiều khi các chị em bị táo hỏa Các anh chị em vô ạ à? Thì ở đây họ sẽ đưa ra Họ sẽ chọn ra những cái kiến thức chuẩn nhất để họ đưa ra đây Để họ sao họ chia sẻ họ đào tạo chúng ta Mindo. Ok. À, rất nhiều khóa học nha các anh chị. Vô đã thử rồi. Rất là hay các anh chị. Rất là thú vị. tay bị ướt đó. Bấm đây. Thắt đây. Ok. Đó là cái thông tin mà Vũ đã chia sẻ cho các anh chị về cái những cái thông tin mới của của rau bây giờ vũ muốn chia sẻ với chị em như thế này về hệ thống mai rau từ nãy giờ các chị em đã nghe về những cái thông tin mới những cái sự chuyển đổi mới những cái chiến lược mới đúng không và vũ cũng tâm sự là gì là các anh chị em gọi là nên để ý cho mình nên để ý cho cho gọi là để ý cái cái cơ hội sở hữu bis các anh chị em vô ạ à? cơ hội sở hữu c quanh thì đã rõ ràng rồi bây giờ tới cơ hội bis các anh chị em vô ạ à? cơ hội c quanh thì các anh chị em đã thấy rõ ràng rồi đó là gì ạ à? đó là sắp tới đây chúng ta được khoán đổi ra rồi ai giữ thì sao ạ à? thì bao nhiêu nguồn lợi nhuận từ tất cả các sản phẩm và dịch vụ Đúng không ạ? Từ người dùng khắp nơi trên thế giới mà họ kiếm được thì họ chia về đó. Đã xong. Ok. Các anh chị vô ạ. Và. và ở đây thêm một cái nữa đó là gì ạ? Đó là Land Next IX. đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Và bây giờ họ có 20 ngày khuyến mãi. Thì các anh chị em nên tận dụng đó. Đối với các anh chị em là thành viên của Rau One. Đã và đang hoạt động. Hoặc là những anh chị em đã ngưng hoạt động hoặc những anh chị em đã sao đã chán lâu rồi đúng không ạ hoặc là vì một lý do nào đó đúng không ạ lang thang ở đâu đó hoặc là chơi ở đâu đó hoặc là mất tiền ở đâu đó xong bắt đầu chán rồi đúng không ạ thì hãy lưu ý ra quanh của ngày hôm nay các anh chị hình à? ok ha chứ đừng có làm cái động tác rằng là như vậy nó sẽ buồn này à, đi đi đâu đó cầm hàng trăm triệu hàng tỷ chơi đâu đó mất hết rồi xong về tìm rau quanh có hai gói hai triệu sáu hả chừng nào bán cho tôi cái bán cho tôi cái bán cho tôi cái bán cho tôi cái ha, có rất là nhiều người như vậy các anh chị thì như vậy sẽ buồn lắm các anh chị nó sẽ không có thú vị nó sẽ không có hay các anh chị ha ok ở đây cũng muốn chia sẻ với các anh chị em tí nữa các anh chị em biết rằng là gì cái chuyện mà chúng ta có những cái thông tin tốt từ Brown One đó là một chuyện nhưng ngày hôm nay chúng ta phải lưu ý rằng là chúng ta đang sống trong một thời kỳ thế giới đang bị chia cắt chia cắt cái gì chia cắt đó là dịch bệnh đúng không ạ và những cái cuộc chiến tranh đang diễn ra trên khắp thế giới rất là nhiều thế giới đang gặp rất là nhiều vấn đề và ngay lúc này ở việt nam chúng ta thì xã hội đang bị cách ly chúng ta không thể đi xa đi đây không có thể tổ chức các chương trình gặp nhau được và chúng ta gần như là phụ thuộc vào online 100%. Ok. Thì ở đây Vũ muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì? Trong hơn một năm qua Vũ đã xây dựng trước khi Vũ làm trước khi Vũ chia sẻ ra quanh ra cho mọi người ở trên khắp Việt Nam và trên khắp thế giới thì Vũ đã xây dựng một cái nền tảng website one com một nền tảng rất là tốt để giúp cho các anh chị em tuyển dụng khắp mọi nơi nhưng mà bây giờ bây giờ ngày hôm nay vũ đã nâng một level mới nâng lên một level mới và chuẩn bị trao cho các anh chị cái cơ hội này để giúp cho các anh chị em có thể tuyển dụng ở khắp nơi trên thế giới một cách hiệu quả hơn ngày hôm nay rao quanh có mọi thứ rồi công cụ tiếp thị rao quanh cũng đã làm luôn các chị các chị để đi hãy mở email của mình ra Hãy mở email của mình ra. Mình có thấy live trend chia sẻ cho các anh chị em ở những cái khu vực này, khu vực kia, địa điểm này, du lịch này, du lịch kia bằng tiếng Việt không? Có không? Có. Họ giới thiệu về Đà Lạt, họ giới thiệu về Hà Nội, họ giới thiệu về Phú Quốc, họ giới thiệu về ở Úc, họ giới thiệu ở Italy, họ giới thiệu ở Pháp, họ giới thiệu ở khắp nơi trên thế giới. Bằng tiếng Việt đó các anh chị. Họ có hệ thống marketing, Ai chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì sao? Thì nó sẽ gửi cái đó về bằng tiếng Việt. Ai chọn ngôn ngữ bằng tiếng Anh nó gửi về bằng tiếng Anh. Ai chọn ngôn ngữ tiếng Pháp để chuyển về bằng tiếng Pháp các anh chị. Đây là một hệ thống marketing tự động mà ra One họ làm hết các anh chị. Và những công ty ở phía sau của ra One họ làm hết rồi. Chúng ta không cần phải làm mấy việc đó nữa. Nếu các anh chị em để ý, các anh chị em đăng, nhập, đăng, đăng ký vào, mở email ra, các anh chị em sẽ thấy đó là gì? Lâu lâu các anh chị em sẽ thấy Mr à, ra mắt sản phẩm này ra mắt sản phẩm kia có con game mới này chương trình thưởng này chương trình thưởng kia có hết rồi các anh chị các anh chị vô à? và gần như mọi thứ cái đó có hết rồi cái việc của chúng ta là làm sao có nhiều người trên thế giới và nhiều người ở Việt Nam đăng ký vào hệ thống của chúng ta các anh chị vô à? tới một lúc nào đó ra quanh đủ lớn thì sao miễn sao có người tự động tham gia đăng ký rồi khi họ đăng ký xong họ tự tìm hiểu, họ tự tham gia, họ tự mua, họ tự sao, họ tự thanh toán, họ tự làm hết tất tần tật, tật thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được một cảnh giới mới. Ok các anh chị, và bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị em hệ thống đó. Ok, đầu tiên Vũ muốn chia sẻ một xíu. Đó là ngày hôm nay Vũ đổi cái trang chủ nó sẽ qua một cái cái logo mới đó là gì? My DPA. Đây là My DPA. Website vẫn là myraw com hoặc là mydba.net. Ok. The way to success. Ở đây là cái khúc mà gọi là gì? Chúc mừng những anh chị em mới đã được lên cấp mới hoặc là mới đạt được một cấp đầu tiên. Chẳng hạn ví dụ như chị đây, đúng ạ? Chị Khánh Hòa chỉ vừa mới đạt được cấp độ Resident 2 sao. Chẳng hạn ví dụ giống như anh Mr. Thông, anh Nguyễn Công Thông, anh đạt Senior Resident 2 sao. Chẳng hạn giống như là chị Phương Linh này, chị vừa đạt được cấp độ Director 1 sao. Chẳng hạn giống như cái chị này đạt được Hương Lan đạt được Manager 1 sao. Hoặc là anh này đạt được Manager 1 sao, hoặc chị Nhung Lê ở Quảng Bình đạt được director 2 sao chẳng hạn. Đó. Các chị em thấy đẹp không ạ? Chẳng hạn giống như anh Tuyên, Mr. Tuyên vừa đạt được resident 1 sao. Thì nó cung cấp lên đây hết các chị. Và những anh chị em nào là thành viên từ manager trở lên. Đúng không ạ? Và những con người mà gọi là gọi là đang có sự cam kết làm việc với hệ thống thì sao thì đều được xuất hiện hết những anh chị em nào được nhiều người truy cập vào website cá nhân của mình Thì sao? Thì đều được nằm trên tốt các anh chị Các anh chị em hiểu ý cho này không ạ? Những anh chị em nào mà chia sẻ đường link nhiều cho nhiều người Và nhiều người truy cập vào Thì sao? Thì cơ hội của mình nằm trên tốt nhiều Ok Và bây giờ cũng muốn chia sẻ một xíu Đôi lúc người ta vô người ta thấy cứ rao quanh rao quanh á Thì sao? Ra vô trang chủ người ta cứ thấy rao quanh rao quanh á thì nó cũng không hấp dẫn lắm đúng không? Nhưng mà tại sao vũ lại suy nghĩ ra một cái góc nhìn mới? Không phải dễ đâu các anh chị. Phải bao nhiêu ngày tháng mới nghĩ ra được nhiều cái hay các anh chị. Và đó là DBA. Tại sao phải là my DBA? DBA được viết tắt từ cái chữ là Director, Resident and Ambassador. anh chị vô ạ. My là của tôi. My Director my resident my ambassador tại sao mình sẽ dùng từ khúc độ director resident và director bởi vì với ba cấp độ này thì một con người bình thường có thể được gọi là đạt được một cái thành tích hay đạt được một cái điều gì đó rất là lớn trong rau quanh và có thể được gọi là thay đổi một phần nào đó của chất lượng cuộc sống và đảm bảo cho một cái hành trình trong thời gian tới đúng không ạ Ok. Thì Director, Resident, Ambassador đó là mục tiêu có nhiều người hướng tới. Và để mà thành công thì bắt buộc một con người nào đó muốn thành công thì phải có một đội nhóm nào đó. Thì anh ạ, các anh chị anh ạ. Thì hệ thống của chúng ta sẽ đặt ra cái tên đó là DPA. Ok. Hệ thống DPA. Các anh chị em hình dung ạ. Và hệ thống này nó sẽ tạo cái hưng phấn thúc đẩy và tạo các cái sự kiện khắp mọi nơi mà trước đây chúng ta đã làm nhưng trong thời gian này đại dịch chúng ta đi ra ngoài kia để tổ chức được thì sao thì chúng ta cái chương trình đó là gì thứ năm hàng tuần được chia sẻ từ ba người một là director hoặc là manager hoặc là resident thậm chí đó là ambassador sẽ chia sẻ cái câu chuyện về thành thành công của cái người đó để làm gì? Để cho các anh chị em có nhiều góc nhìn hơn. Tuần nào cũng có các anh chị. Vấn đề rằng là các anh chị em có thực sự ngồi xuống để lắng nghe không thôi. Ok. Khi mà thế giới khi mà thì khi mà gọi là ở ngoài mà mở cửa, được không? Xã hội hết cách ly thì sao Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình sự kiện. Để làm sao? Để chúng ta có thể gặp nhau. Trao cho nhau từng cái bắt tay từng cái ôm, từng cái lời hỏi thăm, được không ạ? Ok. Và vũ muốn chia sẻ các anh chị em một ý nữa. Đó là gì? Đây logo DBA gắn Ừ Ok ha. Các anh chị em có thể theo dõi cấp độ manager một sao, hai sao, ba sao, director một sao, hai sao, ba sao, resident một sao, hai, ba sao. Ok, bây giờ Vũ muốn chia sẻ với các anh chị em một cái rất là thú vị nha. Ví dụ ở đây các anh chị em để ha. Chẳng hạn giống như có Mr Nguyễn Hải này. Vũ bấm vào đây. Đúng không ạ? Nó sẽ ra cái gì? Ra trang cá nhân của Mr Nguyễn Hải. Các anh chị em để ha. Ở đây thì nó sẽ có cấp độ ở đây. Hôm trước Vũ có chia sẻ trong một cái đoạn clip rồi, nhưng bây giờ Vũ sẽ chia sẻ hơn tại vì phần sau nó có một phần cực kỳ tuyệt vời các anh chị thì ở đây các anh chị đã để nha đây là một trang cá nhân của anh Nguyễn Hải dù mình có bấm vô đâu đi nữa trong cái trang này dù bấm đâu đi nữa nhưng mà khi bấm về trang chủ thì nó chỉ về cái trang của cái anh Nguyễn Hải này thôi chứ nó không về cái trang chủ của My DPA. Một khi một ai đó mà truy cập vào website của các anh chị Myround1.com username của các anh chị Tự do tài chính.com username của các anh chị Tự do thời gian.com xịt username của các anh chị Hoặc là siêu giàu.net xịt username của các anh chị Hoặc mydba.net xịt username của các anh chị Thì sao? Thì người ta vô đây rồi thì nó nằm trong này Vậy thì khi mà người ta bấm ở đâu không biết chẳng hạn như bấm tròn nào thì nó sẽ chạy ra cái trang đăng ký. Và cái username của anh Nguyễn Hải sẽ là người giới thiệu. Hoặc là các chị em bấm vô đây một cái đi thì nó cũng sẽ xảy chạy ra trang đăng ký các chị. Ok chưa? Hoặc bấm vô đây thì xem đoạn phim của Rau One. Các chị nhiều ạ. À? Đó. Ví dụ kéo lên đây Bấm vào đây xem phim Không có đi đâu hết Không có chạy ra cái ông Youtube nào hết Chỉ nằm trong này thôi Các anh chị em hiểu yêu không ạ Các chị em biết rằng là nếu mà nó là Youtube á, thì à, Thì nhiều khi nó chạy phim của mình rồi Thì nó sẽ chạy phim của người khác Rồi tự dưng nó đi man man đưa đâu chỗ khác Các anh chị vô. Nhưng với hệ thống Myra One Vũ đã bỏ vấn đề nó ra rồi Nên các anh chị em sẽ thoải mái hơn Ok ha rồi, nhưng ở đây các chị em để này có một cái phần rất đặc biệt mà vũ muốn chia sẻ các anh chị phần này nó gọi là news nó gọi là tin tức các chị em để không bây giờ còn bao nhiêu anh chị em một ngàn hai à, cái phần này hấp dẫn lắm các anh chị phần này chúng ta sẽ tạo ra một hiệu ứng lớn cực kỳ lớn cực kỳ lớn cực kỳ lớn các anh và đây là một cái khoảng thời gian mà vũ đang chăm trở rất là lâu nói thật rằng là vũ chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại để làm sao tìm ra một cái gọi là tối ưu nhất của hệ thống mai rau Quần. và vũ đã phát hiện ra đó là trên quãng đường từ dinh bảo đại à từ cái nhà gọi là là villa của cái của ông vua Bảo Đại. Ông vua Bảo Đại trước đây của chúng ta là ở Buôn Mê trên con đường đó đi về thành phố Buôn Mê Thuận à, anh chị hình Thì bắt đầu Vũ lại ah, đã nảy ra một cái gọi là lại gọi là một cái dòng chảy nó tuôn ra. Tại sao? Tại suy nghĩ nhiều quá rồi, đang tìm mà tự dưng bung ra được cái các chị em hình như Đó lâu lâu phải đi lên núi các anh chị. Các anh chị không? Đi lên núi để làm sao Để đón nhận nguồn năng lượng mới Lâu lâu phải ra biển cái Con người nó tươi mới đi Đầu nó thông ra Các chị em hiểu ý cho đầy không Đó là vấn đề các anh chị Thì ở đây Vũ muốn chia sẻ Các anh chị em như thế này, này Nếu mà chia sẻ Mai rau quanh nhiều quá Chia sẻ về rau quanh nhiều quá Người ta nhàm chán Người ta nhàm chán các anh chị Thì ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ Các anh chị Đó là gì Đó là trong hệ thống website cá nhân của các anh chị tất cả các anh chị em là thành viên của hệ thống My One thì sao thì đều có cái này thì ví dụ hiện tại bây giờ vũ đang up cho các anh chị em là bốn bài đúng không ạ bài đầu tiên là các siêu giàu nghĩ gì về tiền bạc hoặc nguyên nhân nào để khiến thế giới siêu giàu càng thêm giàu đúng không hoặc người giàu và và người, người giàu và siêu giàu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới Chẳng hạn giống như giới siêu giàu dạy con những gì để giàu đến ba đời. Ok chưa? Đây là bốn bài Vũ đang thử nghiệm thôi. Nhưng mà có thể sau đêm nay nó có thể thêm được 20 bài nữa. Rỡ nhiều chủ đề khác nhau và chủ đề này rất hấp dẫn. Và có thể rằng là trong vòng một tuần tới nó có thể lên tới 50 bài. Các anh chị em hiểu ý không? Thì ở đây các anh chị để này. Bình thường các anh chị em hay chia sẻ những cái bài viết của người này người kia hoặc là từ những cái tờ báo này tờ báo kia hoặc từ những cái web này web kia thì người ta thấy ở nhiều chủ đề người ta bấm vào ta đọc đúng không ạ thì ngày hôm nay tất cả các anh chị em đều có rất nhiều chủ đề bài viết này và các anh chị em thích ngày một ngày chia sẻ một bài hai bài là cái website cá nhân của các anh chị các anh chị em. chẳng hạn ví dụ các anh chị em đánh vào cái chữ là siêu giàu .net đúng không hoặc là rau chấm com hoặc là tự do tài chính.com hoặc là tự do thời gian.com thì các chị em đều có mấy cái này hết thì sao ví dụ bây giờ các chị em bấm các siêu giàu nghĩ gì về tiền bạc thì người ta khi mà mình chia sẻ thì người ta chỉ biết rằng mình đang chia sẻ một cái bài viết rằng là gì các siêu giàu nghĩ gì về về tiền bạc nhưng mà khi người ta vô người ta đọc cái nội dung à, liên quan này cái tự dưng người ta thấy ờ ừ, ở đây nó có cái gì ha may ra One nè nào là cơ hội nè bấm vô đây nó có nói gì cơ hội đây ờ nào gì mà gói gì gói gì đây à, các có gì vô ạ à. đó rồi xong bắt đầu gồm những cái gì này ô oh, mister là gì ta bấm vô xem coi mister là gì đó các chị em hiểu Ồ các anh chị em đã hiểu ý chỗ này chưa? Các anh chị em đã hiểu ý chỗ này không ạ? À? Bây giờ Vũ chia sẻ các anh chị em này. Các cái tờ báo á, mỗi ngày họ viết rất là nhiều bài viết khác nhau. Và các anh chị em vô các anh chị em đọc. Hoặc các anh chị em chia sẻ cho người khác đọc. Mỗi lần các anh chị em mở ra một bài viết của các tờ báo hay là một ai đó viết trên các cái blog thì các anh chị em sẽ thấy quảng cáo vô vàn quảng quảng cáo đúng không ạ đúng chưa ngày hôm nay các anh chị em chia sẻ bài viết của chúng ta vũ tàu ra sẽ rất nhiều bài viết các anh chị em sẽ có rất nhiều bài viết trong vòng vài ngày tới có thể lên tới cả trăm bài các anh chị ở nhiều chủ đề khác nhau việc các anh chị em thích Ê, mày thích chia sẻ về cái động lực không mày muốn tìm hiểu gì làm thế nào để mà bán được hàng nhiều hơn đúng không chẳng hạn làm thế nào để trở thành giám đốc chẳng hạn làm thế nào để tuyển dụng được nhiều người làm thế nào để có thể xây dựng công ty thành công hoặc là làm thế nào để vay 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 được tiền đúng được đó. nhiều chủ đề khác nhau làm thế nào để trở thành triệu phú được không được chẳng hạn ví dụ giống như là thuật ngữ là NLP là gì bitcoin là gì Chẳng hạn ví dụ như vậy Hoặc là NFT là gì Đúng không Các anh chị em? Hoặc là chia sẻ những câu chuyện thành công của người này người kia Thì sao Vũ sẽ xây dựng một cái nền tảng trong này Nhưng mà khi các anh chị em chia sẻ đi Người ta vô đó Và người ta đang nằm trong cái trang My Rau của các anh chị Người ta bấm ở đâu không biết Nó rồi nó cũng ra đăng ký của các anh chị Chẳng hạn Chẳng hạn ra đọc cái bài viết hồi nãy đi Ví dụ, chẳng hạn như hồi nãy đọc bài viết Siêu giàu đang suy nghĩ gì về tiền bạc đúng không? Thế thì ta đang đọc cái này Thì người ta đọc tìm hiểu xong Người ta vô tình người ta tìm hiểu luôn rao quần Đúng không? Người ta thấy luôn rao quần Ta bấm một cái Thì nó đi tới đăng ký Đúng không? Của cái người này Của cái người mà chia sẻ đường link bài viết này các anh chị Tuyệt vời không các anh chị? Các anh chị em hiểu ý không ạ? Mình muốn chia sẻ các anh chị em một ý như thế này Không phải dễ để có cái hệ thống này Mà hiện tại bây giờ Hơn suốt một năm qua Hầu như các anh chị em đang xài miễn phí Có người thì thấy giá trị nó Nhưng có nhiều người không thấy giá trị của nó Các anh chị em hiểu không ạ? Xin thề với các anh chị Không có cái công ty nào mà tạo ra cho các anh chị em Miễn phí xài công cụ này đâu Đến rao quanh họ còn không làm cho các anh chị nữa Họ chỉ cho các anh chị em đừng lình hết Các anh chị em hiểu ý không? Không có một công ty nào đang làm cái điều đó cho các anh chị Nếu có làm phải thu phí các anh chị Ok chưa? Nhưng mà họ cũng không làm hoàn thiện được như thế này đâu các anh chị Nói thật các anh chị Vũ có 16 năm kinh nghiệm trên internet rồi Các anh chị em hình dung Chưa ai từng làm cái điều này hết Các anh chị em hiểu rồi đó Nên đây là một trong những cái Rất là thú vị, rất là hay Việc của chúng ta làm sao kiên trì hãy chia sẻ và chia sẻ. Và khi các anh chị em vào cái phần tin tức này, thì các anh chị em đọc, Vũ sẽ up những cái bài thú vị, những cái bài các anh chị em nên đọc. Các anh chị em đọc, các anh chị em mở mang đầu óc ra. Và khi các anh chị em chia sẻ cho những người khác, thì các anh chị em sẽ cuốn hút những người khác. Các anh chị em hãy tưởng tượng nếu hệ thống các anh chị em có 100 người mà chia sẻ 100 bài viết khác nhau, ừ, điều gì xảy ra? cái website này nó còn hơn cả một cái trang tin tức các anh chị còn hơn một cái trang giáo dục các anh chị các anh chị em hình dung với đây là cửa ngõ cho chúng ta phát triển ra toàn cầu các anh chị thậm chí thậm chí tới một thời điểm hệ thống này sẽ úp bằng tiếng đức tiếng pháp hoặc tiếng tây ban nha hoặc là tiếng nhật hoặc tiếng thái các anh chị em hiểu ý cho nào và khi mình chia sẻ cái bài viết đó cho người Thái Chẳng hạn ví dụ giống như làm thế nào để trở thành triệu phú Và bài viết đó được dịch qua bằng tiếng Tây Ban Nha Dịch qua được tiếng Pháp Dịch qua bằng tiếng Thái Lan Hoặc là tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản Cái chủ đề đó khắp thế giới ai cũng khao khát Được học, được biết các anh chị Và vô tình người ta vô ta xem Là nằm trong trang cá nhân của các anh chị Các chị em đã hiểu ý chỗ này chưa? Ok ha Rất là thú vị các anh chị rất là thú vị các anh chị à, Chẳng hạn giống như các anh chị em phải đọc nè Đọc những bài viết ra hay là Nguyên nhân nào khiến các siêu giàu càng thêm giàu trong năm 2020 Và năm nay là cái tên mà siêu hot của Vũ đó là siêu giàu.net nha các anh chị Ok Các anh chị vô ạ Và khi các anh chị em chia sẻ thì nó bài viết nó sẽ là siêu giàu Chẳng hạn ví dụ bây giờ Vũ sửa cái cái này cũng được các anh chị Thay vì one com đúng không ạ thì nó sẽ trở thành là siêu dài com nét ra cái bài viết này các anh chị. Các anh chị em hình dung ý không? Các anh chị phải nhớ này. Chúng ta đang kinh doanh trên internet. Thì chúng ta phải nghĩ ra nhiều thứ để làm sao cho nhiều người trên internet đọc và thấy. Các chị biết rằng là ngày trước á Vũ sử dụng internet 16 năm nay các anh chị và cách đây nhiều năm người ta nói thằng này bị khùng mà suốt ngày ôm cái điện thoại ôm cái máy tính suốt ngày suốt ngày internet suốt ngày internet nhưng mà các anh chị em để này hầu hết những người giàu nhất thế giới thì đều liên quan tới internet mà làm cái gì bây giờ mà không liên quan tới internet thì đừng có nói mơ cái chuyện mà làm giàu các anh chị rất khó các anh chị, các anh chị em hình dung á nhưng mà các anh chị em để này vũ cũng chia sẻ các anh chị này đặc biệt vũ chia sẻ những người nào mà coi mà bỏ ra hai triệu sáu mà suốt ngày mà đòi 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 cái này đòi cái kia thì vũ cũng chia sẻ với các anh chị nói thật các anh chị các anh chị em đăng ký hai triệu sáu đăng ký hai triệu sáu các anh chị em có cơ hội với rau quanh nhưng vũ đang trao tặng cho các anh chị em cái website để gọi là gì để tuyển dụng toàn cầu này nó còn to 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 hơn hai triệu sáu của các anh chị các anh chị các anh chị phải hiểu điều đó các chị hình dung ạ nhiều khi vũ đọc comment á vũ thấy bực lắm các anh chị vũ thề với các anh chị rằng là không hiểu các anh chị em nghĩ như thế nào vũ nói các anh chị các anh chị em đang sống thế bây giờ là năm 2021 rồi các anh chị em nói là các anh chị em còn trẻ chưa kinh nghiệm vũ nói thẳng các anh chị cách đây 16 năm vũ là một thằng 20 tuổi Đúng không ạ? Mới xuống Sài Gòn Lương một tháng Chỉ có 750 ngàn thôi Tới một triệu thôi Còn tham gia được một công ty trên internet Là hơn 10 triệu các anh chị Các anh chị dùng ạ Lương một tháng chưa tới một triệu Mà tham gia một công ty Tầm 10 triệu Thì mất bao nhiêu năm? Mất cả một năm trời Các anh chị dùng ạ Hình dung chưa Nhưng mà sao nhưng mà chúng ta có được một cơ hội lớn để chúng ta làm, để chúng ta học hỏi. Chúng ta được cho rất là nhiều thứ nhưng chúng ta không nhìn thấy những cái giá trị đó. Ok chưa? Và một cái lời khuyên nữa. Đó là gì Những anh chị em nào mà có chia sẻ cơ hội cho một ai đó. Thì hãy nói cho người ta biết rằng là gì? Cái hai triệu 6 đó Hay là 199 euro hay là 109 euro á đó, đó chỉ là cái chìa khóa thôi. Và cái chìa khóa là chìa khóa vạn năng. Các anh chị em có thể biến cái chìa khóa này thành doanh nghiệp triệu đô cũng được. Vấn đề là nằm chỗ các anh chị. Cũng có thể biến cái chìa khóa này thành vô tác dụng cũng được. Đó là gì? Mua xong để đó. Các anh chị em Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ok. Các anh chị em hiểu chỗ này này. Cùng hai cái máy tính. Cùng hai máy tính. Chỉ cần gắn một cái lòng mềm. Vô, cái máy tính này thì máy tính chỉ chơi game thôi, ba cái đặt vặt thôi. Nhưng mà cũng có thể gắn cái phần mềm này vô cái máy tính này thì phần mềm này nó có thể điều khiển cả cái thế giới này. Các anh chị em hình dung ạ. À? Ok. Còn với dưới góc độ cá nhân của Vũ thì sao? Vũ đã tạo ra những cái điều này để mong muốn giúp cho nhiều người có thể sao phát triển cái công việc kinh doanh này một cách nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn. Cái quan trọng nhất đó là gì ạ? À? Quan trọng nhất đó là gì ạ? À? Ngày hôm nay chúng ta kinh doanh trên internet thì chúng ta cần phải có một địa chỉ. Chúng ta đi chúng ta chia sẻ cho người ta, chia sẻ cho người khác. Và ngày hôm nay các chị em được một cái hệ thống hoàn chỉnh như thế này rồi. Ok chưa? Quá ok các anh chị. Ok ha. Đó là mấy điều mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy rất là hay. Từ từ Vũ sẽ cập nhật thêm để cho các anh chị em thấy được nhiều thứ hơn. Và các anh chị em có thể tuyển dụng được khắp mọi nơi và vũ cũng chia sẻ các anh chị em rằng là vũ đang đang chuẩn bị những cái chương trình ngắn ngắn thì vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị làm thế nào làm được cái này làm được cái làm được cái nọ nhưng mà theo dưới góc độ cá nhân của vũ chắc có lẽ chắc có lẽ sắp tới đây cái này có thể làm cái gì sẽ thay đổi một xíu bởi vì nhiều khi miễn phí anh chị em không có trân trọng đó nhờ vũ sẽ làm một cái động tác đó là gì ạ đó là sẽ có phí Và toàn bộ số phí này Sẽ đưa vào quỹ từ thiện hết Quỹ từ thiện DBA à, Đâu rồi, DBA đâu rồi à, Đây, DBA đâu rồi Đây Quỹ từ thiện Chúng ta sẽ xây dựng một cái quỹ Vụ nói các anh chị này vũ Bây giờ vụ làm không phải là vấn đề chỗ tiền đâu nhá Vấn đề câu chuyện rằng là gì cái hệ thống này được tạo ra Nhiều người không có thấy giá trị Nhưng sắp tới có thể nha Có thể Vũ sẽ tính làm sao cho nó hợp lý Nó sẽ có một khoản phí rất là nhỏ Nhưng mà khoản phí này sẽ bỏ vào quỹ từ thiện và sẽ chia đều cho 60, 64 tỉnh thành này trên cả nước Ok, được không ạ? Điều này thú vị hơn không? Hy vọng rằng điều này thú vị hơn Đúng không ạ? Và lúc này sẽ nhiều người sẽ sao? sẽ hưởng ứng hơn. Và chúng ta không cần phải bỏ ra cái gì hết. Ai thấy cần thì người ta xài. Nhưng mà khi người ta xài thì người ta lại trao đi một cơ hội cho một người nào đó trong xã hội này. Tại sao vậy? Tại vì theo như tình hình đó thì là vừa rồi nó xảy ra rất là nhiều vụ đổ bể ba cái chuyện từ thiện của các nghệ sĩ rồi. Thì sắp tới đây nó sẽ rất là khó khăn trong việc làm từ thiện cho những nhiều người đúng không ạ cho nhiều cái địa phương sẽ gặp ra những vấn đề này vấn đề kia và tới lúc chúng ta phải làm những việc đó ok rồi đó là mấy ý mà vũ muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay còn thêm một ý nữa mà vũ muốn chia sẻ các anh chị em đó là gì trước đây các anh chị em nào mà đã từng mua những cái gói mister thì sao thì lúc thời điểm đó nó có một cái gọi là hệ thống bị lỗi nha lập trình nó có bị lỗi một xíu thì sao có nhiều anh chị em á, là gì mua gói mister nhưng mà được thưởng á, nhưng mà c quanh nó chưa về nhưng có người thì sao thì không có mua nhưng mà cũng được c quanh hoặc là được nhiều hơn thì theo như được biết á, thì là trước tháng 6 có nghĩa là kết thúc vào tháng 6 thì những cái tài khoản nào mà chưa được cập nhật những cái c quanh mà chưa thanh toán đó gọi là chưa được thưởng mà chưa được chảy về tài khoản đó thì sao thì cuối tháng 6 sẽ xử lý mấy cái vấn đề này trước khi C1 ra mắt à, trước khi C1 chuyển đổi nha các anh chị. Ok ha. Và tới thời điểm đó nếu ví dụ chúng ta chưa nhận được thì sao? Thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta viết thư cho công ty là xử lý sau. Nhưng mà hy vọng rằng là gì? Những cái điều đó nó sẽ sớm được giải quyết cho các anh chị. Ok. Các chị hiểu thế này. Trong một thời gian ngắn mà Rau quanh phải làm rất là nhiều thứ. Nếu các anh chị em để ý rằng trong một thời gian rất là ngắn nhưng Rau quanh phải làm rất là nhiều thứ và trong một thời gian rất ngắn Nhưng thế giới đại dịch Thì Rao Quang cũng đã phải trải qua những cái điều khó khăn Các anh chị em hình dung đó. Phải thay đổi, uyển chuyển, thay đổi liên tục, liên tục Và trên đà phát triển Nếu nếu mà nó không xảy ra thì sao? Nếu mà không xảy ra thì nó khủng khiếp lắm các anh chị Nhưng mà chính vì nhờ nó xảy ra thì sao? Thì chúng ta lại có nhiều cơ hội hơn Nếu xảy ra thì chúng ta càng có nhiều cơ hội hơn các anh chị và hy vọng rằng là Việt Nam chúng ta, những con người Việt Nam chúng ta vẫn là những con người có thể thấy được đây là một cơ hội để giúp cho chúng ta phát triển toàn cầu các trẻ. Hiện nay hệ thống Myra One chúng ta là hệ thống đang được gọi là hệ thống dẫn dắt thị trường khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta đang tạo ra rất nhiều director resident ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và hy vọng rằng điều này chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa với cái hệ thống Myra One mới này các anh chị Ok nha các anh chị Đó là mấy ý mà Vũ muốn chia sẻ Và hy vọng rằng là gặp các anh chị em vào trong một hai ngày tới Vũ sẽ trình bày cơ hội Brown One từ đầu tới cuối Để có thể rằng là cho nhiều anh chị em là người mới hoàn toàn Hoặc là anh chị em mới bắt đầu tham gia vào Brown One Thì có thể nắm tổng quan từ A tới Z Để các anh chị em có thể rằng là bắt tay vào và đón nhận những điều tốt đẹp mà ra đang mang lại cho chúng ta. một lần nữa thì vũ cũng nói với các anh chị em rằng là trong lúc này đại dịch đang diễn ra trên khắp Việt Nam thì vũ cầu chúc các anh chị em à, không có bị đúng không ạ, không có bị. rồi à, hy vọng rằng cuộc sống của các anh chị em nó cũng tốt hơn. và vũ cũng nói với các anh chị em như thế này, trong lúc này là lúc chúng ta cần phải tiết kiệm nhất các anh chị, các anh chị em hãy lưu ý nha. Trong lúc này là chúng ta cần phải tiết kiệm và chúng ta cần phải biết bỏ tiền vào đâu, vào đâu, vào đâu và kiểm soát. Để sao? Để nó không xảy ra tình trạng lớn ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của mình, ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ trong tương lai. Tại vì đại dịch này nó có thể kéo dài hết năm nay, thậm chí nó có thể sang năm các anh chị. Các anh chị em hình dung biết Dù có vaccine đi nữa thì sao? Nó cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là một ngày, một buổi. Nên các anh chị em cần phải lưu ý và đặc biệt hơn nữa thì vũ cũng chỉ nói với các anh chị em rằng là ở ngoài kia đang có hàng triệu con người phải thay đổi công việc và vũ lưu ý các anh chị họ là những người giỏi chứ không phải là những người dở các anh chị em biết rằng là có bao nhiêu con người làm trong ngành hàng không có bao nhiêu con người làm trong ngành du lịch có bao nhiêu con người làm trong ngành khách sạn có bao nhiêu con người làm trong ngành nhà hàng có bao nhiêu con người đang làm trong ngành các cái ngành vui chơi giải trí họ là những các anh chị họ đang phải đối diện với một một thứ đó là gì mất công an việc làm vậy thì lúc này họ sẽ uyển chuyển họ sẽ thay đổi vậy thì sao hãy nhớ nè họ không có làm gì ghê gớm đâu họ sẽ chiếm vị trí của các anh chị các anh chị em hình vô. nếu các anh chị em không nâng cấp ngày nếu một người công nhân nào đó hay một người quản lý nào đó mà không nâng cấp mỗi ngày thì sẽ có một anh nào đó đang quản lý một công ty du lịch nào đó hay một anh hướng dẫn viên nào đó họ thay đổi con người họ một cái để phù hợp thì họ sẽ chiếm vị trí của các anh chị. Các chị em đã hiểu vấn đề chưa? Gọi là gì? Sáu trộn công việc. Nhưng cái tỷ lệ những con người mà đang làm trong những cái ngành mà đang bị ảnh hưởng á Họ rất là giỏi các anh chị Trình độ họ rất là cao Họ phải thay đổi Mà khi họ thay đổi Thì chính các anh chị Và nhiều người trong xã hội Sẽ bị mất Các anh chị em mất công việc Nên các chị em cần phải cố gắng hơn Chúng ta đang có một cơ hội ra quanh rất là tốt Thì hãy cố gắng phát huy nó Các anh chị em hình vô ạ Ok Hãy bám sát với những người tin trên các anh chị Hãy bám sát với những người director của các anh chị, hãy bám sát những người resident các anh chị, hãy bám sát những senior resident của các anh chị. Để làm sao để làm cho raw one lớn hơn, làm cho hệ thống của chúng ta phát triển tốt hơn và quan trọng hơn. Đó là gì? Là chúng ta cần phải hiểu ra one. Chúng ta phải thấy được vấn đề là ra one đang làm cái gì, đang tạo ra cái gì. Các anh chị phải nhớ rằng là cách đây chỉ vài ngày thôi khắp nơi trên thế giới vẫn đang gọi là gì? Đại dịch đúng không ạ? Việt Nam chúng ta gần như không bay đi đây đi đó không đi đâu đó được đúng không ạ? Và các cái quốc gia ở khu vực châu Á này đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng ở bên Dubai, Rao One cũng có hơn 400 gần 500 thành viên và leader ở trên khắp thế giới. Họ quy tụ về Dubai và họ làm sự kiện rất là hoành tráng các anh chị. Đó là trong đại dịch đó các anh chị. Họ còn làm như thế. Và họ đang chuẩn bị các cái tòa nhà các văn phòng họ đang tuyển dụng nhân viên của họ ở trên khắp thế giới rất là nhiều các anh chị để chuẩn bị cho những bước tiến sắp tới các anh chị và chúng ta ngồi đây có người thì thờ ơ có người thì chần chờ có người thì đang lang thang chỗ này lang thang chỗ kia ôi tôi cần gì phải làm nữa ở nhà có chút tiền để lên mua coi cho đi bán lại cho đi bán lại là đủ sống rồi xin thưa các anh chị chỉ có xây dựng hệ thống nó bền các anh chị xây dựng hệ thống nó sẽ giúp cho con người chúng ta nhanh hơn giúp cho con người ta phát triển bản thân hơn ngồi y một đó rồi á nhìn các chỉ số rép là ngu người các anh chị các kỹ năng các anh chị bị mất hết đây là sự thật các anh chị vũ đã từng trải qua các anh chị vũ đã từng trải qua một năm trời ôm điện thoại ôm máy tính các anh chị các anh chị và ôm lúc đó là để học học các kỹ năng để tìm hiểu về thế giới quan bên ngoài một năm hai năm các anh chị, nhiều lắm các anh chị thời gian nhiều lắm và sau khi á, bước ra ngoài đường không biết nói chuyện gì các anh chị không biết làm quen một người như thế nào không biết nói chuyện sao các anh chị các anh chị em đã hiểu vấn đề nên xây dựng hệ thống nó giúp cho chúng ta được rất là nhiều thứ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn giao tiếp giữa con người với con người các anh chị em hiểu ạ Hãy dành thời gian chia sẻ nói chuyện với nhiều người hơn Xây dựng hệ thống Chứ đừng có thời gian mà ôm cái điện thoại nhiều hơn Ôm vào cái những cái màn hình là chơi đi chết lại chơi đi chết lại Từ trước tới nay á Những người chơi á chỉ có kiếm sống thôi các anh chị Những người hâu Những người làm cái gì đó Những người đầu tư Những người ta tìm hiểu Người ta nghiên cứu Người ta đầu tư xong Người ta để đó Thì tỷ lệ những người đó giàu nhiều hơn các anh chị Thế thì ngày hôm nay các anh chị em đang có cơ hội 20 ngày cùng với Rau Quanh, cùng với Linex Thì tại sao các anh chị em không sở hữu BIS? Trong khi các anh chị em đã biết Rau Quanh là một công ty rất là lớn, một công ty có nền tảng, thì các anh chị em lại không sở hữu BIS. Các anh chị em đi sở hữu các cái đồng này, đồng kia. Đúng không ạ? Con dê, con heo, con chuột, con mèo, con này, con kia, con chó, con kia. Tất nhiên có nhiều cái rất là hay, rất là thú vị. Nhưng hãy nhớ rằng là gì? Đây là một sự nghiệp mà chúng ta đang có cơ hội đó. Thay vì chúng ta dồn hết lực lượng tiền bạc chúng ta ở các nơi đó, thì ngay hôm nay chúng ta đang có cơ hội ở rào quần tận hưởng bis ok chưa yeah. rồi lời một lần nữa thì cho bên vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị có một buổi tối an lành và chúc các anh chị em ngủ ngon và hy vọng rằng các anh chị em sẽ sớm sở hữu cho mình được nhiều bits sớm đạt được giấc mơ cùng với Rawan. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.